Sáng 29 tháng 9, các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng lãnh đạo ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã cùng nhấn nút khai trương ứng dụng thông tin tuyên giáo, đồng thời ra mắt hình thức mới của ba bản tin: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng. App Thông tin Tuyên giáo đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin rất hữu ích, giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của đảng dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi. Mọi cá nhân cài đặt app thông tin tuyên giáo trên điện thoại thông minh cũng có thể tiếp cận được lượng thông tin thời sự nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác cao nhất, được khai thác từ nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam. Riêng với các đồng chí báo cáo viên, trước mắt là 5.000 báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Ngoài việc có thể yên tâm sử dụng, trích dẫn thông tin, số liệu từ nguồn tin thời sự đăng tải hàng ngày trên app, còn được phân quyền để tiếp cận, tải, sử dụng các nội dung được cung cấp ở các chuyên mục bao gồm thông tin báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, công tác tuyên giáo, thông tin chuyên đề, nghiệp vụ tuyên truyền miệng dưới các dạng file tài liệu, hình ảnh hay video. Đây là nguồn tài liệu phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác tuyên truyền miệng hàng ngày, hàng giờ của các đồng chí bên cạnh đó với chuyên mục hoạt động báo cáo viên app sẽ là nơi gắn kết chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của đội ngũ báo cáo viên một cách hết sức đơn giản nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả